Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh diễn biến khá phức tạp, lượng bệnh nhân nhiễm COVID-19 luôn ở mức cao. Trước tình hình đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã gửi thư kêu gọi toàn ngành y tế tham gia hỗ trợ công tác chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được chi viện từ hơn 6.000 nhân sự y tế từ các nơi. Không dừng lại ở đó, Bộ Y tế vẫn đang tổng hợp đơn đăng ký và xem xét tình hình để điều động nhân lực từ nhiều đoàn y tế trên cả nước. Tất cả mọi người đều thể hiện sự nhiệt huyết, quyết tâm quét sạch dịch bệnh ra khỏi thành phố. Có thể thấy rằng, cả nước đang dốc toàn sức lực và nhân lực nhằm hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Từ nghĩa tình và lòng tương thân tương ái của mọi người, chắc chắn trong thời gian tới, thành phố sẽ sớm chiến thắng COVID-19. Dẫu vậy, mọi người vẫn nên bình tĩnh và thực hiện nghiêm túc theo quy định của lực lượng chức năng địa phương. Đừng quên tuân thủ quy tắc 5K để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng bạn nhé.